Cách đây 18 năm, có một lần tôi đi lên một ngọn núi thiêng của nước Việt Nam. Thì đêm đó chỉ có một mình tôi ngồi ngoài mái hiên của một cái chòi lá. Tôi nhìn lên bầu trời và tôi đặt một cái câu hỏi là: tôi là ai? Tôi xuống đây để làm gì? Thì đương nhiên là chúng ta biết là tôi được sinh ra từ cha mẹ. Cho đến một lúc thì tôi nghĩ nó không đơn thuần như vậy. Và cách đây 3 năm, tôi một mình để tìm cái điều đó. Và hôm nay chúng ta cùng bàn về cái chủ đề: chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Và sau khi chúng ta mất đi, chúng ta sẽ đi về đâu? Theo Phật giáo, trong đoạn kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Đức Thích Ca Mâu Ni giảng rằng nguồn gốc của con người đầu tiên trên trái đất là do những người tại cõi Quan Âm Thiên, tức là cõi thứ 6 trong 16 cõi trời sắc giới, chuyển sinh xuống sau khi trái đất hình thành. Như vậy, theo quan điểm của Phật giáo thì nguồn gốc của con người trên trái đất này được xuất phát từ một thế giới khác trong vũ trụ. Theo Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo và một số tôn giáo khác nữa của phương Tây thì Đức Chúa Trời tạo ra con người dựa trên hình dáng của chính ông, và ông đặt tên người đàn ông đầu tiên tên là Adam, và ông lấy bụi của đất để thổi cho Adam một sự sống. Sau đó Thiên Chúa tạo ra người phụ nữ đầu tiên đặt tên là Eva dựa vào xương sườn của Adam. Cũng có thể nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra Eva bằng cách dựa trên hình tượng của một nữ thần. Trong truyền thuyết cổ đại của Trung Hoa, nữ Oa Nương Nương là người sáng tạo ra con người. Dựa trên hình dáng của bản thân mình, bà lấy đất để đắp lên hình người và thổi dương khí vào để tạo ra những người đàn ông và những người đàn bà đầu tiên trên trái đất. Ta thấy thuyết về Đức Chúa Trời hay là nữ Oa Nương Nương nó giống nhau về cách tạo lập ra con người. Riêng Phật giáo thì nó có khác một chút. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn và kỹ càng hơn thì từ Phật giáo, từ Thiên Chúa Giáo, từ Do Thái hay là Đạo Giáo vân vân đều tin rằng ý thức là theo cách gọi của khoa học, linh hồn là theo cách gọi của phương Đông hay cả phương Tây, hay là theo nguyên căn là theo một số đạo tu luyện của phương Đông, thì tin rằng ý thức, nguyên căn hay là linh hồn đều tách rời khỏi thân xác của chúng ta. Và sau khi chúng ta chết thì cái ý thức, cái linh hồn hay là cái nguyên căn đó sẽ phóng vào vũ trụ đến khi nó tìm một cái cơ thể khác thích hợp hơn, và nó sẽ chuyển sinh một lần nữa, hay còn gọi là luân hồi. Nếu coi việc Chúa Trời hay nữ hoa hà hơi thổi khí vào các thân xác của con người để họ có thể trở thành con người thật sự là quá trình cấp cho thân xác thịt của một người bằng ý thức, linh hồn hay nguyên thần, thì quá trình đó cũng tương tự với việc cho phép các ý thức, linh hồn hay nguyên thần của các sinh mệnh trong cõi Quan Âm Thiên chuyển sinh xuống thế gian. Thì ý thức, nguyên căn hay là linh hồn là thứ quan trọng nhất để hình thành cũng như tồn tại một con người. Như vậy, cả ba thuyết này đều có chung một điểm rằng ý thức, linh hồn, nguyên thần của con người đến từ những sinh mệnh cao cấp hơn, hay ta có thể nói rằng con người có nguồn gốc ban đầu đến từ vũ trụ. Khi đó, con người sẽ nhận được một số đặc tính quan trọng của những sinh mệnh cao cấp hơn. Từ đó cho thấy, những đặc tính đó có khoảng 8% ADN có nguồn gốc từ vũ trụ mà các nhà khoa học đã chứng minh trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng nếu con người có nguồn gốc ban đầu từ vũ trụ là do thần tạo ra dựa trên hình dáng của chính mình, thì vì sao lại có người da trắng, người da đen, người da vàng vân vân? Vì sao lại có chủng người khác nhau trên trái đất? Nếu ta biết vũ trụ này to lớn vô hạn, vượt quá hiểu biết của con người, thì hẳn nhiên ta cũng dễ liên tưởng rằng trong vũ trụ sẽ có vô số các vị thần khác nhau, và chắc hẳn hình dáng và đặc trưng bên ngoài của họ sẽ khác nhau. Nếu như người da vàng do nữ oa tạo nên, người da trắng do Đức Chúa Trời tạo nên, và người da đen do một số vị thần của họ tạo nên, thì hình dáng,
cũng như một số đặc trưng bên ngoài của các chủng tộc sẽ khác nhau, được tạo bởi các vị thần sẽ khác nhau, phải chăng cũng sẽ khác nhau. Canon là người đã phát minh ra cái liệu pháp thôi miên để hồi quy lại tiền kiếp, và bà đã có 50 năm trong cái lĩnh vực này và cứu hơn hàng chục ngàn người trên toàn nước Mỹ bằng cách bà quay về tiền kiếp của chính họ để tìm ra cái nguyên nhân đầu tiên gây ra cái bệnh tật của kiếp này. Canon đã viết 17 cuốn sách với nhiều chủ đề khác nhau, thuật lại các câu chuyện mà thân chủ, tức là bệnh nhân của bà, kể lại trong quá trình họ bị thôi miên sâu và quay về tiền kiếp của mình. Trong một lần trả lời phỏng vấn của tạp chí A Magazine về nguồn gốc sinh mệnh của con người, Ruler cho biết: điều cơ sở trong tất cả các công việc của tôi và chúng ta đều là thần, đều đến từ trời, đều đến từ cảnh giới tối cao, và chúng ta không bao giờ tách biệt khỏi họ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cô đơn, nhưng chúng ta chưa từng bao giờ cô đơn. Chúng ta là một phần của Chúa Trời và chúng ta chính là một phần của người. Con người không nhận ra các năng lực mà họ có. Họ có thể làm tất cả, không gì là không thể, không có giới hạn nào hết. Tiến sĩ Alice Silver trong cuốn Con người không đến từ trái đất, sự đánh giá của khoa học về chứng cứ, cho rằng có thể trái đất là một hành tinh đóng vai trò như một nhà tù. Do con người dường như có khuynh hướng bạo lực một cách tự phát, cho nên được đưa xuống đây để học cách đối xử đúng đắn hơn. Trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách của một môn tu luyện Phật gia, là một trong những 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc những năm 90, luận giải cho rằng con người vốn dĩ sinh ra từ các tầng khác nhau của vũ trụ, do làm sai một cái điều gì đó trái với luật trời, cho nên được đưa xuống đây để học hỏi, học tập và nhận biết. Giáo sư Anne Modashek, tiến sĩ y học nổi tiếng của người Nga, người khai sáng phương thức cấy ghép mô người trong y học qua phương pháp hình học nhãn khoa, đã tình cờ phát hiện rằng loài người của nền văn minh 5.000 năm lần này xuất phát từ Tây Tạng. Nhưng ông cũng biết rằng trước chủng người của nhân loại lần này đã có nhiều chủng người từng xuất hiện trên trái đất. Các chủng loại người đầu tiên trên trái đất xuất hiện với dạng thể nhẹ nhàng hơn, có thể đi xuyên qua tường, xuyên qua các vật chất như bàn, ghế hay là tủ, v.v. Và trong họ giống như một thiên thần, rất khác so với con người hiện nay. Chúng ta vẫn cho rằng thần là những sinh mệnh đến từ không gian vũ trụ, có cảnh giới tinh thần và năng lực cao hơn con người chúng ta. Nếu con người nguyên đến từ các tầng khác nhau trong vũ trụ, thì rõ ràng con người vốn là thần chuyển sinh xuống trái đất. Và có lẽ trước khi đến trái đất này, nhiều người đã từng là những vị thần vĩ đại với quá khứ huy hoàng. Chúng ta có thể tìm đọc cũng như tham khảo về một cuốn sách mà Quang rất là thích, đó là Muôn Kiếp Nhân Sinh, thì chúng ta có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn về những ý ở trên. Từ 29 tháng 4 đến 4 tháng 5 2019 tại Paris, Pháp đã diễn ra phiên họp thứ 7 của Hội nghị Toàn thể Nhóm Chuyên gia Liên Hợp Quốc về Nền tảng Chính sách và Khoa học Liên Chính phủ về Đa dạng Sinh học và Dịch vụ Hệ Sinh thái. Tại phiên họp đã công bố một báo cáo 1.700 trang cho thấy đa dạng sinh học của trái đất đang bị hủy diệt với tốc độ khủng khiếp, và lời báo cáo đáng sợ: trái đất đang đối diện với nguy cơ hủy diệt hoàn toàn, sự sống lần thứ 6. Trước đó vào tháng 11 năm 2017, hơn 15.000 các nhà khoa học trên toàn thế giới được tổ chức lần 2 cảnh báo rằng trái đất đã đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng trước sự tàn phá của con người. Nhưng trên thực tế cho thấy khoa học kỹ thuật và nỗ lực của con người hiện tại là không đủ để khắc phục được những hậu quả nặng nề về môi trường do chính chúng ta tạo ra. Có vẻ như cái hậu quả mà con người gây ra cho trái đất là không thể vãn hồi. Và dường như có lẽ nhân loại đã đến lúc tối hậu của nền văn minh, cần một cái phép màu để cứu vãn được trái đất. Vậy phép màu đó là gì? Trong tác phẩm Ba Làn Sóng Tình Nguyện và Trái Đất Mới năm 2011, Canon đã tiết lộ rằng qua thông tin từ việc thôi miên hàng chục nghìn người, bà phát hiện rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có ba nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến trái đất.
dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của trái đất, giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu. Khi mà trả lời phỏng vấn của một tạp chí bên Mỹ, thì bà Cannon nói rằng các tình nguyện viên đang xuống trái đất để giải cứu trái đất mà con người không thể làm được, do con người đang bị vòng xoáy trong luân hồi nghiệp báo. Ý bà Cannon muốn nói ở đây là có những người có sứ mệnh đặc biệt được đưa xuống đây để làm nhiệm vụ, và mỗi người một công cụ để truyền tải, để cảnh tỉnh nhân loại. Nói về trái đất mới, Cannon cho biết, tôi chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử vũ trụ, rằng trái đất sẽ thay đổi rung động và các tần số chuyển sang một chiều hướng khác. Đây là một chương trình vĩ đại nhất mà trái đất đang trải qua, từ chiều kích 3D sang 5D. Quang sẽ có bài phân tích kỹ về vấn đề này trong video sắp tới. Những văn tự nổi tiếng như Tiên tri của người Maya, cuốn sách Các thế kỷ của Nostradamus, Tiên tri của người Hopi, Cách âm di lục của Triều Tiên, Thánh kinh Khải Huyền của phương Tây, Thôi bối đồ, Thiền sử thi, Mã tiền khóa, Mai khoa thi của Trung Quốc, vân vân, đều đề cập đến một lời tiên tri đáng kinh ngạc, cũng là lời tiên tri cuối cùng, rằng lịch sử nhân loại đi đến trang cuối cùng giống như dự liệu, thì con người sẽ đối mặt với một khoảnh khắc sống còn, mà địa cầu, nhân loại và toàn vũ trụ phải trải qua một cuộc biến đổi rất lớn mà từ trước đến giờ chưa hề có. Đó sẽ là sự lựa chọn của con người phải đối mặt, và cũng là hy vọng của nhân loại. Trong Thánh kinh Khải Huyền có nhắc tới hình tượng con rồng đỏ tà ác, giảng rằng nhân loại vào ngày tận thế sẽ xảy ra cuộc chiến cuối cùng giữa chính và tà. Nhân loại sẽ trải qua 7 tai họa: những người tôn sùng con thú, những người chịu ấn của con thú, những người giúp kẻ xấu làm điều ác, đều phải trải qua tai họa cực lớn. Thánh kinh Khải Huyền còn kể rằng sau khi 7 đại họa diễn ra, vị vương của vạn vương sẽ tiến hành đại thẩm phán và làm mới lại hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Nhân loại sẽ bước sang một vũ trụ hoàn toàn mới. Trong Phật Pháp cũng như là Kinh Phật có nói về thời kỳ mạt Pháp, tức là có một vị giáo chủ mới xuống đây, một vị Phật thứ năm xuống đây tên là Di Lặc Vương Phật. Và sau khi mạt Pháp kết thúc thì Ngài sẽ thống nhất lại hết tất cả các tôn giáo và giáo huấn con người đến một trái đất mới, một thời kỳ hạnh phúc, một thế giới tốt đẹp. Mặc dầu có thể gây ra những bất đồng hoặc tranh luận, nhưng những phát hiện bên trên đã phần nào giải đáp cho chúng ta rằng con người vốn là những sinh mệnh được sinh ra trong vũ trụ ở cảnh giới cao, và vì những lý do khác nhau để sửa chữa lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, để học hỏi hay để giúp đỡ người khác, vân vân, mà chúng ta xuất hiện trên trái đất này. Cho dù vì lý do nào đi chăng nữa, thì sâu thẳm trong con người của mỗi chúng ta đều muốn biết về cái nguồn cội ban đầu, cũng như là quay về cái nơi đầu tiên mà chúng ta được sinh ra trong cái vũ trụ ngoài kia, đúng không? Và trong cái thế giới quay cuồng này, trong cái thế giới hỗn độn này, thì cái bản tính nguyên sơ của chúng ta bị che mờ đi, cũng giống như Phật Pháp hay nói là cái vô minh nó bị che lấp, cho nên chúng ta không biết được chúng ta đến từ đâu và đi về đâu. Trong Phật Pháp cũng có nói là con tiên thì tiên rước, con Phật thì Phật rước, con thần thì thần rước, con chúa thì chúa rước, cũng như là con quỷ ma thì quỷ ma sẽ rước. Vậy bạn sẽ chọn con đường nào thì do chính bạn quyết định. Và cái video này thì là một cái dữ liệu mà chúng ta có thể tham khảo, cũng đừng có dính mắc, và hãy xem với cái sự hoan hỷ và bao dung. Quang mong là mình sẽ có được cái duyên để làm tiếp tục về cái sự thăng thiên của trái đất này, về cái vũ trụ sắp tới và những cái nhận định về cá nhân Quang. Mong là sẽ được cả nhà ủng hộ, và cảm ơn cả nhà đã xem video của Quang. Và mong là sẽ được sự ủng hộ của cả nhà trong thời gian sắp tới nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.